Xin chào mừng quý vị các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Chúc mừng năm mới. Chúc quý vị một năm mới phát tài phát lộc, dồi dào nhiều sức khỏe, tiền vô như nước, vạn sự như ý. Và Người Kết Nối của chúng tôi đặc biệt hơn nữa, số này là sẽ mang đến niềm vui cho một người Việt đang sinh sống tại Nhật. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ba người kết nối rất rực rỡ. Đầu tiên đó chính là diễn viên Cát Tường. Tiếp theo là cô gái trong áo màu xanh ngọc, ca sĩ Sĩ Thành. Còn cô gái tiếp theo có cảm giác cô ấy đang giới thiệu show áo dài cùng với chúng ta, một bộ trang phục truyền thống, đó chính là Miko Lan Trinh. Tuần trước Người Kết Nối đã mặc cho một bộ trang phục truyền thống màu trắng đẹp tinh khôi để đón chào gia đình anh Trọng Hữu, một người đã có một khoảng thời gian là 11 năm sinh sống tại Nhật Bản và rất là thành công. Bên cạnh đó là anh còn làm tới hai nghề, giám đốc của một công ty về nhựa và làm chủ một nhà hàng Việt Nam đang từng ngày thành công. Tưởng món ăn nào mà Hữu ra được yêu hay thích? Hữu là người có kén ăn. Nó chỉ có hủ qua là không ăn. Nó riêng cái này nè. Nó hủ qua nó không ăn cái này. Cái gì cũng thích hết. Cái gì nó cũng thích mà nó kỹ này nè đó. Kỹ đó, cái món này mới nhất luôn. Này, cái món bánh cuốn mà người ta cán nè, ta cuốn nóng liền ăn thịt ở trong chứ không phải bánh nước nha, bánh cuốn. Giờ sẵn đây mẹ cũng dặn con. Ba mẹ đây nè, giờ Tết này đi. Tết này cả nhà con về, về nhà mình sum họp đặng coi nhà mới của mẹ luôn, ba mẹ bên đây nè ha. Ông nội lì xì tiền xe. Nội lì xì tiền xe. Tiền máy bay. Về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Chúng mình hữu bệnh khỏe mạnh nha. Về vui vẻ với gia đình. Có gì lâu lâu về nhớ người bạn. Kỳ này là bên chỗ đài có qua lên mình thì nhà có gửi món quà bí mật cho hai đứa nhỏ, không có cho ba mẹ nó. Hữu ơi, tám nói nhà con với điện thoại ráng dạy cho bắp chi bùn á tiếng Việt nha, mai mốt nó có về nó biết nó nói tiếng Việt chứ nói tiếng Nhật không thấm, có biết gì hết nhau nhớ nha, mốt mà về nói tiếng Nhật không tâm đủ đi. Cười nóng dưới mái nhà qua nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Muốn nói một điều rất là quan trọng là những cái gì mà nguyện vọng của ba với mẹ của mọi người thì bằng tất cả sức lực, thời gian sẽ cố gắng làm cho bằng được những thứ đó. Muốn gửi tới ba mẹ là ba mẹ cũng đừng có lo lắng quá để ảnh hưởng đến sức khỏe. Tụi con sẽ ráng cố gắng, nói chung là cố gắng hết sức để không có phụ lòng ba với mẹ. Còn con muốn nhắn gì với ông bà không? Con có bà nội đi. Nội ơi. Nội ơi. Nội ơi. Con thương. Nội lắm. Đó là ý nghĩa của chương trình Người Kết Nối và cũng là nhiệm vụ của em là người kết nối. Em rất là hy vọng ngày hôm nay anh chị đã có những cảm xúc thật là đẹp về gia đình mình. Làm quà từ Việt Nam gửi sang cho hai con đây. Đây, bây giờ anh hai được chọn trước, anh hai thích cái nào? Cái này hả? Cảm ơn. Thích con gấu hả? Hai tay đàng hoàng, cảm ơn. Con cảm ơn gia đình con ở nhà Việt Nam. Cảm ơn bà nội. Cảm ơn bà nội. Cười đi. Cảm ơn bà nội. Giỏi. Rồi, còn cái này cho con nha. Thì cô Buôn kìa. Cho Buôn nè. Lady Gaga 2 tuần. Ở đây đây. Đây con cảm ơn cảm ơn đi. Lady Gaga 2 tuần nè. Con là con ba chà. Đây là Lady Gaga 2 tuần à. Không khí mà chúng tôi nhớ đến đó là ngày Tết được xem pháo hoa bắn ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi buổi sáng sớm mùng 1 thì cả gia đình đoàn tụ với nhau ăn mấy cái nồi kho hộp vịt rồi khổ qua. Để có một cái quan điểm đó là những cái xui, những cái không may mắn đều qua hết. Thôi bây giờ mình bây giờ đi chơi tiếp đi. Mình đi chơi. Tết là phải đi chơi đúng không? Bây giờ đi đến cái nơi mà ăn uống rồi trò chuyện rồi bây giờ đi chơi đi. Trong số 3 người thì cô này cũng là may mắn nhất đi đến top 3 cái cảnh đẹp nhất ở Nhật. Đâu. Muốn coi cảnh tôi đi chơi không? Mời. Và hôm nay là ngày thứ 2 Miko Lan Trinh đang có mặt tại Miyajima để chờ đợi anh Trọng Hữu tới. Anh ơi. Yeah, chào anh, em chào chị. Chào mọi người. Chào con. Tại sao mình lại đứng ở đây vậy anh? Đây nè, khi mình tới đây là sẽ có một cái chỗ
rất là nổi tiếng ở đây, đó là cơm lương miệng. Ăn thử nha. Quán Ueno này là nhà hàng rất nổi tiếng sáng tạo ra món Anagomeshi, còn gọi là cơm lương Nhật Bản. Vào buổi trưa, rất đông thực khách xếp hàng đợi vào quán để được thưởng thức món Anagomeshi. Do vùng ven biển Miyajima thường có loại lương Anago, nên đặc sản nổi tiếng của Miyajima chính là Anagomeshi. Bôi mỡ lên thân lương Anago rồi đem nướng, sau đó tẩm thêm nước sốt cay, rồi nướng thêm một lần nữa. Làm như thế nhiều lần, món lương Anago béo ngậy sẽ trở thành một món ăn tuyệt tác. Thơm quá. Ông ta sẽ tới xem ta. Dạ mà. Wow. Ôi anh ơi, sáng mà anh đãi em ăn thịnh soạn quá vậy. Thì cứ ăn thử sẽ biết. Cái vùng này rất là nổi tiếng cái món này. Ở Nhật nói chung và ở Hiroshima nói riêng thì cái món này rất là nổi tiếng. Bởi vì độ ngon của nó, độ dinh dưỡng của nó và cái chữ đậm đà của nó. Vậy là món này là đã nổi tiếng ở Nhật rồi mà còn ở Hiroshima còn gọi là đặc sản. Đúng rồi, có thể nói là như vậy. Trời ơi, vậy em đang được ăn món quá đặc sản. Khi mà cái tiệm này nè là đã hình thành được 100 năm trước, nó đã bắt đầu bán cái món này. 100 năm á là có thể cái quán này sẽ lâu hơn, nhưng mà 100 năm là cái món này bắt đầu sẽ làm bày bán ở ga. Ngon. Cho người ta xách về. Ngọt lắm. Ủa, ngọt hơn cái cách nướng bình thường mình ăn. Đúng rồi, nó gọi là tiếng Nhật nó gọi là bento. Vì nó rút hết thì bên mình gọi là giống cơm hộp vậy đó. Mà em nghĩ chắc là xung quanh đây cái cảnh nó cũng phải có nơi nào đó đẹp lắm nên mọi người mới xách cơm hộp đi ngắm. Đúng rồi. Ở vùng này là một cái di sản văn hóa thế giới mà phải nói là đẹp trong vòng cái top 3 cảnh đẹp của Nhật. Bữa trưa với cơm ăn kèm với món canh được nấu từ xương và thịt lương Anago nướng, làm cho những người đang cảm thấy lạnh như chúng tôi cảm nhận được hương vị đặc biệt của món ăn này. Cái cơm lương biển này nó có khác với lại cái sợi sushi mà đắp cái miếng lương lên hay không? Hoặc là mình ăn cơm sushi với lại lương? Cách làm khác. Khác chứ, cái miếng lương làm cách khác, còn này lương biển đó, lương bình thường. Mà xung quanh cái vùng này chỉ có chỗ bán lương thôi, còn mấy chỗ bán đồ ăn khác. Chị thấy là đặc sản ở đây là lương á, đứng ngay trại đó là nghe mùi thơm là dậy hết nguyên cái vùng đó luôn. Thôi, muốn cái nơi tiếp theo. Thôi tiếp đi. Và tiếp theo thì mình biết ở đây là cảnh đẹp top 3 rồi, nhưng mà đối với mọi người là có một con vật rất là thân thiện với loài người. Khỉ. Hưu. Con hưu. Chó. Chó ở đâu trên núi? Chó trên núi thành chó sói con rồi. Con chó rất là thân thiện với loài người. Nhưng mà cái con chó đó trên núi thành phải đặc chó biệt. Sói rồi. Nó phải đặc chó biệt. Sói. Đúng không? Trên núi thì người ta gọi hưu nè, sao nè. Chắc chắn đó không phải là con lươn. Bây giờ mời Lan Trinh mình sẽ lên tàu mình qua bán đảo. Từ đây đến Miyajima phải đi phà. Ủa mình có mua cho hai bé không? À, hai bé khỏi, hai bé là được miễn phí. Dạ. Chỉ có người lớn mình thôi. Please give me a treat. Xin chào là được không? Xin chào là được không? Xin chào. 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 Xin phà đi ngang qua cổng Otoji của đền Ichikushima rồi hướng về phía Miyajima. Nằm ở dọc cái ngầm ngoài tìa bờ biển. Và đã được xây dựng lâu chưa anh? Lâu rồi, cái đền thờ này lịch sử nó là 1400 năm rồi. Và cái đền này nó trải qua những cái thiên tai sóng gió là hình như là hổ theo nhớ không lầm là ba lần là đánh sập luôn một phần nào đó của ngôi đền, xong rồi người ta phải tu sửa. Anh Hữu có biết cái mực nước cho nó sâu bao nhiêu mà tại sao người ta làm được cái cổng ở trên mực nước vậy? Thường thì nếu mà trường hợp mọi thời nếu khi mà nước rút ra mọi người có thể xuống cổng đền để tham quan coi cổng đền nó bự bao nhiêu. Thực sự cái chân đền nó bự lắm. Còn cái mực nước hiện tại chính xác thì nó tầm khoảng dao động từ khoảng nửa mét đến một mét. Từ đáy biển lên tới mặt biển. Mất 10 phút đi phà để đến được Miyajima. Miyajima. Đúng rồi. Nhìn chú Hùng. Ông Taijano Kiyomori của gia tộc Taira đã cho xây dựng đền Ichikushima. Ông có được niềm tin sâu sắc từ người dân Miyajima. Đứng trước bức tượng thể hiện sự yêu mến của người dân Miyajima đối với một vị tướng Kiyomori, đầu tiên là chụp hình làm kỷ niệm. Sướng nè. Hả, mình tự sướng hả? Dạ. Bấm vô đâu, bấm đây phải không? Dạ. Rồi. Ủa này mình lấy hết không ta? Thử đi nha. Đi dạo ở Miyajima, một trong ba thắng cảnh đẹp nhất Nhật Bản. Cái cổng này là nào nói rất là thuộc trong nguyên cái dân thể này thuộc top 3. Đúng rồi, mình ra ngoài đó mình sẽ chụp được cái cổng nó đẹp đi. Rồi.
Ồ, rồi. Khi thủy triều lên, phần được xây dựng một cách độc đáo trên biển trông như đang nổi trên mặt biển vậy. Vào năm 1168, gian chính của đền Izu Kushima đã được một công ty hàng đầu của Nhật sửa lại theo phong cách kiến trúc thời Heian Shinden-Zukuri. Nơi đây được công nhận là di sản văn hóa thế giới và có rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan. Nó tìm hiểu cái văn hóa ở từng địa phương á. Ở đây á, là nó dùng sắc đỏ là nổi bật. Chủ đạo nó màu đỏ. Người đang khấn thì... Đúng rồi, đây là giống như một cái gọi là một nơi để mình giống cầu nguyện bên mình vậy đó. Thì người ta sẽ quăng đồng năm yên vào đây, quăng tiền vô đập hai cái thì cái tay mình không có để gì mình lệch chút xíu. Rồi xong rồi mình cầu, mình không cần lại, mình chỉ cầu thôi. Dạ. À được. Ha. Dạ. À, đầu tiên quăng tiền vô. Ừ. À. Thay lại chút xíu. Rồi, cầu nguyện. Rồi. Xong rồi, thấy chưa? Rồi xong rồi cúi đầu cái. À được. Dạ. Mình đến đây là mình đã khám phá một cái bộ phận của cái khu di tích này và toàn bộ cái cung điện này nè. Tí nữa mình sẽ leo núi. Đúng rồi. Leo lâu không anh? Có hai hình thức ha. Một là mình sẽ đi cáp treo lên đó. Hai là mình leo. Có xe buýt tới rồi, lên thôi. À mình lên xe buýt. Mình lên xe buýt, nó sẽ chở mình lên cái cáp treo để mình bắt đầu lên trên núi. Cuối cùng chúng ta cũng lên tới. Yeah. Cái nơi để lên cáp lên nhìn trên ha. Lên cáp treo đi đến đài quan sát. Đừng làm mất nha. Đây. Để đến được đài quan sát phải đổi hai cáp treo. Đã đến đài quan sát Shishiiwa rồi. Từ đài quan sát có thể thấy được nhiều hòn đảo xinh đẹp nổi giữa biển. Nó không quay lại được. Rất là cảm ơn anh Hữu ngày hôm nay đã dẫn Lan Trinh đến một cái chỗ rất là đẹp như thế này. Vậy thì bây giờ mình chụp một tấm hình làm kỷ niệm nha anh. Rồi, ok. Tiếp sau đài quan sát, chúng ta đến khu mua sắm Miyajima Omote Sando. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm tại đây luôn đông đúc khách du lịch tìm mua quà lưu niệm cho gia đình ở Việt Nam. Búp bê ha. Có em gái đó, có cô em gái, mới có thích mấy này không? Wow. Rồi, cảm ơn Lan Trinh nhiều. Gì nữa không ạ? À? Thôi, được rồi. Thôi, cảm ơn anh. Atoshimashita. Atoshimashita. Cảm ơn Lan Trinh nhiều. Dạ. Lan Trinh thấy cái này nó bự không? Cái gì vậy anh? Ồ, cái gì biết không? Cái vợt bóng bàn. À. Cây giá với cơm. Đúng rồi, một cây giá với cơm rất là bự. Nó khi mà người tới đây người ta đường chú ý tới cái này là nó làm bằng từ một thanh gỗ nguyên khối. Cái muỗng lớn nhất thế giới Osakushi được xem là biểu tượng của Miyajima, được trưng bày ở một góc khu mua sắm. Vì đã cất công đến đây nên Hữu cũng mua về một cái muỗng làm quà lưu niệm cho gia đình. Rất là ý nghĩa. Cảm ơn anh. Rồi. Em thích món này được không? Rồi, ok, vậy thì mình sẽ làm cái món này vô học ha. Đây, anh. Đây, sẵn cho Lan Trinh. Dạ, thì cảm ơn anh. Mình sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ về cái vùng đất Hiroshima này. Dạ. Giờ chia tay đã đến rồi. Sắp nói lời chào tạm biệt anh chị, nhưng mà em sẽ làm trọng trách là đem những món quà về cho gia đình. Và bên cạnh đó thì mình suốt chuyến đi cũng có những cái tấm hình làm kỷ niệm. Thì mời anh chị là mình chọn ra một tấm nào đó để anh viết lời chúc để em sẽ đem về gia đình. Đến đây thì cô Lan Trinh và chồng, gia đình anh Trọng Hữu phải nói lời chào tạm biệt từ đảo Miyajima. Xin chào. Dễ thương quá à. Như vậy là đúng là nơi đó người ta nuôi con hươu. Ủa người ta nuôi hay là hươu tự nhiên vậy? Tự nhiên á chị. Tự nhiên mà bây giờ nó rất là thân thiện. Mà đặc biệt đừng bao giờ cầm giấy, cầm bản đồ gì để đi coi đường ở chỗ đó nghe. Nó căng. Nó ăn giấy như là mấy cái bánh trái của trẻ em nữa. Nó lại nó tấn công thoải mái lắm. Và bất kể mùa nào đi tới đây cũng đẹp, bởi vì từng mùa lá nó sẽ có những cái màu khác nhau. Và đặc sản ở đây còn có cái bánh hình lá phong, bánh bông lan hình lá phong có những nhân đậu khác nhau. Và cái nhân của nó là nhân gì? Có nhân trà xanh, nhân đậu nè, nhân đậu đỏ nè. Nói chung là cũng ghi nhận Miko Lan Trinh đã đưa mọi người đến một cái nơi cũng rất là đẹp. Đúng là đứng thứ ba đúng không?
anh Hữu cũng đã ghi những cái tấm hình để gửi về gia đình. Chúc đại gia đình dồi dào sức khỏe. Mọi người thấy được một cái sự sum bày hạnh phúc và khá hài lòng với cuộc sống của anh Hữu ở Nhật. Trong không khí tươi vui của ngày Tết, chúng ta tiếp tục với một câu chuyện khác, cũng về một gia đình ở trên đất Nhật. Và người sẽ thực hiện công việc kết nối không ai khác, đó chính là cô gái xinh đẹp Sĩ Thanh. Ngày hôm nay Sĩ Thanh sẽ đưa mọi người đến một vùng đất, đó là Kumamoto. Có một chuyện buồn vừa xảy ra đây vào tháng 4, thì ở đây là nơi vừa trải qua một trận động đất lớn hơn 7,2 độ Richter. Cho nên là cái cuộc sống của người dân nơi đây ảnh hưởng rất là nặng nề, và đến bây giờ người ta vẫn bị xáo trộn mà chưa thật sự là trở lại như bình thường. Và vợ chồng hôm nay Sĩ Thanh sẽ gặp đó là vợ chồng của anh Cường và chị Hằng, người ở Phan Thiết, và cả gia đình của anh chị ở đây sinh sống được 5 năm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nhân vật của ngày hôm nay nhé. Nơi mà Sĩ Thanh đến lần này là tỉnh Kumamoto, nằm ở ngay chính giữa vùng Kyushu phía tây đất nước Nhật Bản. Sau trận động đất lớn xảy ra ở đây vào tháng 4 năm 2016, rất nhiều người trong thành phố đã phải chịu thiệt hại. Hiện tại thì Sĩ Thanh đang ở thành Kumamoto. Đây là một địa điểm rất là nổi tiếng ở Nhật. Nhưng mà vừa qua thì ở Kumamoto xảy ra trận động đất rất là lớn. Vẫn còn rất là nhiều tàn tích của cái cuộc cái trận động đất lớn vừa rồi. Cho nên là mọi người thấy là những cái thành này nó rất là vững chãi. Những cái bức tường mà tưởng như là không thể nào mà sụp đổ mà vẫn có thể đổ. Ở đây mọi người vẫn có thể thấy là người ta vẫn đang trong quá trình khôi phục nó lại, gây dựng nó lại. Thành Kumamoto là biểu tượng của tỉnh Kumamoto. Do trận động đất 7 độ Richter và cường độ lớn nhất thậm chí lên đến 7,3, nên mái ngói và tường đá của tòa thành đều bị phá hủy. Đến nay vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục lại. Đây là khu nhà ở tập thể trong nội thành Kumamoto, được gọi là Danchi. Đây là một chung cư rất là nhỏ xinh. Ok. Hello. Nói mẹ ơi nữa. Chào chị à. Bây giờ tụi em có thể vô trong nhà mình gặp mặt, gửi gia đình để tham quan một xíu được không ạ? Dạ, cảm ơn chị nhiều. À, em chào anh à, anh Cương à. Dạ, em đến từ chương trình Người Kết Nối à. Chắc là em phải làm việc gia đình mình một ngày. Tụi em muốn tìm hiểu sâu về cuộc sống của người Việt mà sinh sống ở Nhật Bản. Nên là anh chị cứ tự nhiên như mọi ngày đi, em cũng sẽ tự nhiên thôi. Vợ chồng anh Huỳnh Quốc Cường và chị Nguyễn Thị Kim Hằng đã đến Nhật được 6 năm. Bây giờ gia đình 4 người của anh chị đang sống trong một căn hộ ở khu Danchi. Chắc có thể là quen hai nhóc được không? Dễ thương quá à. Chào cô đi con, Kim Cường chào cô đi con. Hai nhóc nam hết hà nữa. Con mấy tuổi? Mấy nhiêu? Mấy tuổi, mấy tuổi. Hello. Dưới à. Có được nói được tiếng Việt không? Nó nói được ít lắm, nói thì nó hiểu nhưng mà nó cũng nói được lắm. Nó chủ yếu là nói tiếng Nhật thôi chị. Nó chủ yếu nói tiếng Nhật. Dạ. Kim Cường, chào cô đi. Cô. Bây giờ là tới giờ chị thì dẫn hai bé đi học. Không, thường thì bé này tự đi. Ôi giỏi vậy. Ừ, tự đi tự về. Trường học cách đây xa không? Gần đi khoảng 5 phút, 5 7 phút lên tới rồi. Ồ hay vậy. Bye bye con, học ngoan nha. Bình thường thì chị Hằng phải đi làm thêm đến tận khuya, nên anh Cường sẽ lo nhiệm vụ làm cơm hộp cho các con. Sau khi đưa con trai út đi học thì anh Cường cũng đến công ty làm việc. Từ lúc còn ở Việt Nam, anh đã là một kỹ sư hệ thống. Nhiều lúc anh còn phải tăng ca đến hơn 12 giờ đêm mới hoàn thành việc của mình. Anh Cường sẽ đưa bé đến trường mẫu giáo ngay gần nhà. Ở đây anh rất cũng quen cuộc sống ở đây ha. Anh có cảm thấy thích hơn là ở Việt Nam không? Thì nói chung là tại vì do cái công việc tôi phải ở đây thôi chứ. Tại vì ở Việt Nam thì cũng vẫn còn cha mẹ, bà con. Dạ. Yeah. Ở đây thì nói chung cuộc sống thì nó tốt hơn nhưng mà về mặt tình cảm thì nó lại thiếu. Dạ. Yeah. Nhưng mà em thấy gia đình anh hạnh phúc quá trời, đủ rồi, đủ lắm rồi. Ôi, chưa đi hả? Chưa có con gần nhà quá vậy? Trường dễ thương quá à. Một hồng hồng. Chúc bé lòng đi học vui vẻ nhé. Mẫu giáo mà. 10 giờ sáng, sau khi kết thúc việc nhà, chị Hằng thường đi đến hội quán giao lưu quốc tế thành phố Kumamoto. Đây là nơi những người nước ngoài đang sống trong thành phố Kumamoto đến giao lưu học hỏi với nhau.
những người nước ngoài từ các quốc gia khác nhau đang sinh sống tại đây sẽ cùng đến để học tiếng Nhật. Tất cả giáo viên ở đây đều là giáo viên tình nguyện. Những học viên nước ngoài chỉ cần đóng 100 yên tiền phụ tô giáo trình là có thể đến tham dự lớp học kéo dài 2 tiếng. Wow, rất là vui hôm nay sẽ Thành có cơ hội học tiếng Nhật. Mà chắc khó đây tại vì chưa có học căn bản rồi nhảy vô học nâng cao. これは山さんと言ったね。奴隷が飲み物をこう説明してるとね、動物とかもね。Những lúc không bận rộn chăm sóc con cái hay việc nhà thì chị Hằng học hành rất chăm chỉ. Trong lúc chị Hằng tham dự lớp học 2 tiếng đồng hồ này thì Sĩ Thành đã một mình đến thăm địa điểm tiếp theo của chúng ta. Chúng ta sẽ đi gặp một nhân vật nhí tên là bé Triệu, con Cường và chị Hằng. Thì nhân tiện thì Sĩ Thành cũng cùng mọi người tìm hiểu xem trường tiểu học ở bên Nhật thì sẽ như thế nào và học sinh học hàng ngày sẽ có những sinh hoạt như thế nào. Đó chính là trường tiểu học Izumi Minami, nơi con trai lớn bé Triều của anh chị đang theo học. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Em muốn đi tìm hiểu về bé Triều. Genki de ganbatemasu node, mari no mama o mite itadakitai na to omimasu kyou wa. Tiết học thứ tư kết thúc là sẽ đến giờ ăn trưa của các bé. Bữa trưa của trường chủ yếu dựa theo thực đơn do hội đồng giáo dục của thành phố chỉ định và được chế biến tại nhà ăn trong trường. Công việc dọn dẹp bàn ăn sẽ do các em học sinh và tổ trực Nhật tự thực hiện. Thôi phục vụ luôn rồi. Ngoan lắm. Có vẻ như là bé Triều cũng đã quen với trường lớp rồi, nên anh Cường và chị Hằng chắc cũng rất yên tâm. 2 giờ chiều, chị Hằng từ lớp học tiếng Nhật trở về nhà. Anh Cường thì đã sắp xếp hoàn thành công việc hôm nay xong sớm, nên cũng vừa về đến nhà. Chị, Kumamoto của mình vừa rồi bị động đất rất là nặng. Thế là cái trận động đất đó lúc đó là gia đình mình có hoảng hốt, có sợ mà. Ga điện đồ thì tắt hết, cúp hết toàn bộ. Rồi không có nước sinh hoạt. Rồi những người dân sống chung ở đây họ tụ tập xuống bãi đỗ xe dưới mình này, họ nấu cơm. Xong cái họ thấy mình là người nước ngoài á, họ cũng biết, họ kêu mình lại, họ cũng cho mình, họ kêu mình vô lấy cơm ăn đi rồi. Khi mà mình không có ở trong cái cảm giác đó thì mình không biết, nhưng mà từ khi mình nghĩ lại thì muốn khóc á. Sợ lắm hả chị? Sợ lắm. Xuống như đó mà khi mà cầm cục cơm ăn là thấy ướt nước mắt, không muốn ăn nữa luôn á. Mình không phải là người mà kiểu như là hay khóc rồi hay động lòng xúc động, nhưng mà thực sự khi mà mình chứng kiến tự tận mắt mình chứng kiến rồi, thật sự mình rất là sợ. Mình cũng thì liên lạc về nhà cũng bằng Viber với lại Line đó, thì mình nói với nhà là con không sao rồi, cả nhà yên tâm, nhưng mà mọi người thì vẫn cứ lo lắng, thôi con cứ về đi. Bao lâu rồi anh chị chưa về? Mình thì khoảng 5 năm rồi chưa. Hồ 5 năm. Lúc này, Sĩ Thành mới tiết lộ kế hoạch thực sự của chương trình kỳ này. Chương trình Người Kết Nối thì em cũng có món quà để gửi tặng cho anh chị. Hy vọng là anh chị sẽ thích. Em mời anh chị coi cái này. Ở nhà mình đấy. Chào hai cô. Bác gái ạ. Hay gửi hay nói là thấy con xin công ty của Nhật làm, rồi công ty đó đào tạo con đi học. Thấy con nó có việc làm rồi còn mừng chứ không có lo. Thì hồi nhỏ thì cháu nó cũng trên, nó cũng chăm, nó cũng ngon lắm nên nó ít ăn đòn á. Mà để bóc là sao phiền, làm mẹ phiền đồ. Nhớ nha, nhớ cô, tại vì có mình nó trai à. Nhưng mà nhiều lúc á thì cùng, tại vì cô đi làm việc á thì cả ngày á thì nhiều lúc á thì cũng quên, đi lên xe đi xuống rồi đông người rồi thu tiền thu đồ mình cũng quên, không có nhớ. Nhưng mà nhiều lúc ngầu à, không có khách ới thì cô ngầu á, thì nhiều lúc cô nhìn thấy có đứa nào mà cỡ như nó là thì cô nhớ con.
một hai năm nữa con hết giờ thì con phải về nhà ăn cơm với mẹ đó. Bao nhiêu năm đầu lâu lắm đầu thì chưa có ăn cơm chung với con. Mình không có nghĩ là mẹ lại nhớ mình đâu. Tại vì lâu cũng em nên chưa giờ. Còn chị thì sao? Nhìn thấy mẹ thường mạnh khỏe mình cũng mừng, nhưng mà cũng lâu rồi mình cũng với anh rồi nói về hồi mà cũng chưa có gì chưa có điều kiện nữa rồi. Chắc lần này chắc cố gắng trong năm nay đi thăm mẹ thôi. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất sẽ cùng mẹ ăn bữa cơm. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Xúc động quá. Câu chuyện của một người con trai mà 5 năm rồi chưa về ăn một bữa cơm với lại mẹ của mình. Anh thì chỉ nghĩ đơn giản là chắc là mẹ không nhớ anh đâu. Nhưng mà khi xem cái đoạn clip này rồi thì mới biết là mẹ chỉ cần nhìn một hình ảnh của một cậu nào đó bước lên xe buýt mà giống con trai của mình thôi là đã nghĩ ngay tới thằng Cường của mình rồi. Đó là do cái thời gian, áp lực công việc và cuộc sống làm cho người ta quên, người ta tạm quên đi. Phải có một cái sự kiện gì đó thì người ta mới gợi nhớ lại. Thì chương trình Người Kết Nối đã làm được cái điều đó là gợi nhớ lại cho mình có những cái điều mà mình không thể quên được. Áp lực công việc quá nhưng mà 5 năm là Lan Trinh nghĩ là một quãng thời gian rất là dài. 5 năm mà không về thăm gia đình thì có lẽ là anh và chị nên suy nghĩ để mình tìm cái cách để sớm về để ba mẹ gặp. Tại vì mình cũng biết mà mẹ già như chuối chín cây, thời gian ở bên cạnh ba mẹ mình sẽ không còn bao nhiêu. Đấy thì mới nói là cái chương trình của chúng tôi là phát vào cái dịp Tết. Mà Tết thì lại là đoàn viên, là sự sum họp, là gần gũi của các thành viên trong gia đình. Nên anh Cường ơi, về thăm mẹ của mình để làm cho bà vui. 5 năm rồi mà đúng không? 5 năm rồi coi như là tự thưởng cho mình. Mà Sĩ Thanh sẽ dẫn mọi người đi mua quà đúng không? Mọi người sẽ cùng nhau mua quà cho gia đình và đến thăm một ngôi làng. Đó là một ngôi làng mà cũng chịu thiệt hại về động đất rất là nặng nề. Đó là làng Minamiaso. Để chúng ta xem coi là người kết nối của chúng ta sẽ chọn món quà ưng ý gì cho mẹ của anh Cường. Ý, bây giờ là phải về ăn cơm với ba đúng mẹ rồi. Nè. Bây giờ đến giờ là chúng tôi cũng phải về ăn một cái bữa cơm đoàn tụ với lại gia đình trong những cái ngày Tết này rồi. Trước khi mà khép lại thì có lẽ là mỗi một người sẽ gửi một cái lời chúc nào đó ấm áp đến tất cả những quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Kết Nối nhân dịp Tết. Nguyên Khang thì xin chúc cho quý vị vạn sự như ý, ước cái gì là được cái đó. Riêng Sĩ Thanh thì qua cái số Người Kết Nối ngày hôm nay thì Thanh đặc biệt chúc mọi người là đặc biệt với những người con như Sĩ Thanh thì nên là có hiếu với ba mẹ nhiều vô, yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn và đặc biệt là quan tâm chăm sóc người mẹ của mình nhiều hơn nữa. Lan Trinh xin kính chúc quý vị khán giả sẽ có một cái Tết đoàn viên thật là hạnh phúc bên những người mà mình yêu quý. Chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ, thật là...